Theo quy định, sau ngày 15 tháng 4, các nhà mạng viễn thông bắt đầu khóa 2 chiều đối với thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quy định trên được kỳ vọng sẽ giúp hạn chế tình trạng sim rác tràn lan như trước đây. Tuy nhiên, một thực trạng đáng báo động là sim rác vẫn được kinh doanh công khai trên thị trường. Theo ghi nhận của lao động tại một số cửa hàng chuyên kinh doanh sim ở Cầu Giấy, Ba Đình, Hà Nội, quá trình mua một chiếc sim diễn ra rất nhanh gọn và đơn giản. Tại nhiều cửa hàng, người bán đều không yêu cầu khách hàng cung cấp bất cứ thông tin gì. Cái này có phải đăng ký chính chủ không? Cái này không, cái này rất là bình thường. Mobi 120, còn Vietnam Mobile thì là 70.000. Tất cả đều không cần căn cước. Tất cả không cần căn cước, đó là sim an toàn nhất là thì dùng sim Mobi hoặc là Vietnam Mobile. Hai cái sim đấy là ít khi bị khóa. Không đăng ký được. Vẫn dùng được. Vẫn dùng được. Chủ cửa hàng cho biết nhiều loại sim từ các nhà mạng đều đã được đăng ký thông tin thuê bao từ trước. Vì thế, người mua chỉ cần lắp đặt vào điện thoại và có thể sử dụng, không cần quan tâm đăng ký thông tin thuê bao. Sim này nhà mạng đăng ký rồi, chỉ cần lắp vào là được. Thế là có một chứng minh khác ở trong này. Vâng. Bán cái này là không phải kích hoạt, không phải chứng minh thư, tất cả cứ thế là gọi luôn. Đấy, sử dụng luôn. Tất cả mọi thứ trong này, ấy có. Chưa dừng lại ở đó, sim rác còn được bày bán một cách tràn lan trên các trang thương mại điện tử. Chỉ với một số từ khóa đơn giản, người dùng có thể dễ dàng tìm mua được một chiếc sim với mức giá từ vài chục nghìn đồng. Theo đó, rất nhiều loại sim thông thường cho tới sim data chọn gói, tất cả đều có thể mua được mà không cần cung cấp hay đăng ký thông tin cá nhân. Rõ ràng, các nhà mạng, các đại lý đều nắm chắc về vai trò, trách nhiệm của mình trong tiếp nhận, quản lý thông tin thuê bao. Tuy nhiên, quy định thì có nhưng việc thực hiện chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng bùng phát các cuộc gọi quấy rối, khủng bố đòi nợ, lừa đảo, bôi nhọ, xúc phạm, gây mất trật tự, an toàn xã hội.